quý vị, năm 2023, dự toán tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khoảng 23.500 tỷ đồng. Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước được dự báo tiếp tục gặp khó khăn bởi kinh tế toàn cầu đối mặt với suy thoái, lạm phát, xung đột địa chính trị, nhiệm vụ thu ngân sách là áp lực cũng như thách thức không nhỏ đối với ngành tài chính Đà Nẵng. Theo báo cáo mới nhất của Cục Thống kê Đà Nẵng, hoạt động thu chi ngân sách trên địa bàn diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức. Bên cạnh đó, việc thực hiện các chính sách miễn giảm thuế để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh và các chính sách mới được ban hành trong năm 2023 đã tác động làm giảm nguồn thu trong những tháng đầu năm 2023. Tính đến ngày 20 tháng 8, tổng thu ngân sách Đà Nẵng đạt khoảng 13.200 tỷ đồng, giảm gần 21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt trên 11.000 tỷ đồng. Đây là nguồn thu chiếm tỷ trọng chủ yếu trên 83% tổng thu ngân sách tại thành phố và là cơ sở để thực hiện cân đối các nguồn chi trong năm. Tuy nhiên, đến cuối tháng 8, hầu hết các khoản mục thu trọng yếu đều giảm sâu, nhất là các khoản thu về nhà, đất, giảm hơn 36%. Để triển khai thực hiện cái nhiệm vụ của những thời gian còn lại của năm 2023, thì ngành thuế cũng đã triển khai các cái chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp coi như là phục hồi cái sản xuất kinh doanh. Cục thuế thì cũng tiến hành coi như là hàng tháng, hàng quý phân tích, đánh giá từng cái nguồn thu, từng cái lĩnh vực thu để xem nó còn bất hợp lý và nó thất thu ở cái lĩnh vực nào, để trên cơ sở đó tiến hành công tác coi như là thanh tra, kiểm tra, phân tích hồ sơ để có cái quản lý chặt chẽ các cái nguồn thu. Trong khi đó, hoạt động xuất nhập khẩu của Đà Nẵng dù đã có dấu hiệu hồi phục nhưng vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đã tác động trực tiếp đến nguồn thu cân đối hoạt động xuất nhập khẩu. Nếu tính cùng thời điểm năm 2022, tổng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn đạt hơn 3.415 tỷ đồng, thì năm 2023, khoản thu này chỉ đạt 1.586 tỷ đồng, giảm gần 54%, tương đương giảm 1.829 tỷ đồng. Để hoàn thành dự toán năm, ngành hải quan đã đề ra 6 nhóm giải pháp, trong đó chú trọng phát triển quan hệ đối tác hải quan doanh nghiệp và các bên liên quan nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế. Mặc dù là hoạt động xuất khẩu có trầm lắng nhưng mà cơ quan hải quan cũng không có lơi lỏng trong việc quản lý và tiếp tục tập trung các biện pháp để thực hiện tốt cái công tác chống buôn lậu gian lận thương mại trên địa bàn, đồng thời là tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời cũng là thực hiện nghiêm túc quản lý chặt chẽ hệ thống thông quan điện tử. Đặc biệt là hiện nay ngành đang thiết kế một cái hệ thống thông tin thông minh để phục vụ tốt hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu. Nhằm đạt dự toán, Hội đồng nhân dân thành phố giao, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo cơ quan thuế, hải quan triển khai đầy đủ quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp công tác thuế năm 2023 theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, đồng thời theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, tập trung rà soát từng khoản thu, sắc thuế để đánh giá, phân tích nguyên nhân tác động đến thu ngân sách nhà nước trong các tháng và các quý tiếp theo. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo ngành chức năng khẩn trương xác định giá khởi điểm đấu giá đất cho thuê đất đối với các thửa đất đã có đủ hồ sơ pháp lý theo quy định, triển khai các thủ tục đấu giá đất các dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt, trong đó tập trung triển khai sớm các dự án có chủ đầu tư quan tâm, có tiềm năng tài chính để thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách. Đồng thời, thành phố cũng chỉ đạo các sở ngành và địa phương triển khai đồng bộ nghị quyết 33 của chính phủ nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản ấm lên. Không phải vì những khó khăn trong thời gian vừa rồi mà mình bỏ hoặc là thất thu thuế mà mình không quan tâm. Về mặt ngắn hạn, tôi nghĩ vẫn phải tập trung, đó là mặc dù thị trường có nhiều vấn đề về mặt đầu cơ rồi đẩy giá cao vân vân, thì cái đấy chúng ta xử lý và vẫn phải xem cái đấy là cái nguồn thu chính bởi vì gắn với du lịch. Dù còn nhiều thách thức, song thực tế đòi hỏi việc thu ngân sách vừa phải hoàn thành chỉ tiêu được giao nhưng cũng vừa phải kích thích được nền kinh tế phát triển. Do đó, chỉ khi các giải pháp được thực hiện toàn diện, nguồn thu mới được nuôi dưỡng hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.